Vâng. Chào mừng quý vị và các bạn cùng trở lại nhà thi đấu huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc để tiếp tục theo dõi các trận đấu ở nội dung vật tự do nữ giải vô địch quốc gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu hai trận đấu ở hạng 76kg, vòng thi đấu thứ nhất. Trận đấu đầu tiên đó là cuộc đọ sức giữa vận động viên Vũ Thị Hà của Công an Nhân dân gặp vận động viên Phạm Anh Phương của Thái Bình. Trên màn hình của quý vị và các bạn, Vũ Thị Hà mang trang phục đỏ và Phạm Anh Phương mang trang phục xanh. Trọng tài điều khiển trận đấu này trên thảm đó là trọng tài Tô Trung Kiên, trưởng bộ môn vật và judo, trường Đại học Thể dục Thể thao Tây Sơn. Vâng, trận đấu đã bắt đầu. Ở hạng 76kg có 6 vận động viên tham gia tranh tài và chia ra thành 2 bảng đấu. Đây là bảng thi đấu thứ nhất. Hạng 76kg cũng là một trong những hạng cân nặng nhất ở trong giải đấu năm nay. Tài đã nhắc nhở Phạm Minh Phương của Thái Bình thi đấu tích cực. Vâng, như vậy là Vũ Thị Hà áo đỏ đã sang sau thành công và cô đã ghi được 2 điểm. Cô đang tìm đòn đánh tiếp theo. Không có đòn đánh tiếp theo. Hai vận động viên sẽ thi đấu ở khu thi đấu. Điểm số của Vũ Thị Hà là 2 và điểm số của Phạm Anh Phương là 0. Chả nhìn thấy chó. Hình như lại mới nhìn được rồi. Hạng 76kg với 6 vận động viên góp mặt tranh tài, đó là vận động viên Vũ Thị Hà của Công an Nhân dân, Phạm Anh Phương của Thái Bình, Đặng Thị Linh của Thanh Hóa. Đặng Thị Linh đang là nhà đương kim vô địch SEA Games, đương kim vô địch giải vô địch quốc gia 2022. Phạm Thị Huyền Trang của Hà Nam, Hà Thị Thanh Phương của Phú Thọ và Nguyễn Thị Quỳnh Diễm của Thừa Thiên Huế. Đấu tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu đó là trận đấu giữa Đặng Thị Linh của Thanh Hóa và Phạm Thị Huyền Trang của Hà Nam. Trận đấu nằm ở bảng thứ 2. Đây cũng là một trong trận đấu hết sức khó khăn. Vâng, như vậy là hiệp thi đấu thứ nhất đã kết thúc. Hai vận động viên sẽ tạm nghỉ giữa hiệp 30 giây. Ở hiệp thi đấu thứ nhất thì Vũ Thị Hà của Công an Nhân dân đã ghi được 2 điểm. Và Phạm Anh Phương của Thái Bình chưa có điểm nào. Thời gian nghỉ, hai vận động viên sẽ trở lại thảm để thi đấu hiệp 2. Anh Phương của Thái Bình đang chỉnh sửa lại tóc trước khi vào thi đấu hiệp 2.
Vâng, hiệp 2 bắt đầu. Rất quyết liệt. Vừa rồi Vũ Thị Hà của Công an Nhân dân lại sang sau và ghi được tiếp 2 điểm, nâng điểm số của Vũ Thị Hà lên 4 điểm rồi. Phạm Minh Phương của Thái Bình vẫn chưa ghi được điểm nào. Cô cần phải rất cố gắng. Tiếp tục Vũ Thị Hà lại sang sau. Vâng, trọng tài đã không công nhận và không tính điểm lần đánh vừa rồi. Hai đã qua đi rồi, thời gian thi đấu chỉ còn hơn 1 phút nữa thôi. Liệu Phạm Minh Phương của Thái Bình có thể tấn công ghi điểm và lật ngược được tình thế hay không? Trọng tài đã nhắc nhở Vũ Thị Hà, cô cần thi đấu tích cực lên. Trong thế dẫn điểm và thời gian thi đấu không còn nhiều, Vũ Thị Hà đang phòng thủ rất chắc chắn. Trọng tài tiếp tục nhắc nhở Vũ Thị Hà. Và đây là lần nhắc nhở thứ hai, đồng nghĩa với việc Vũ Thị Hà sẽ bị phạt 30 giây. Phương đang rất cố gắng nhưng cô vẫn chưa thành công. Vũ Thị Hà vẫn đang rất kiên cường phòng thủ. Như vậy là đã có 1 điểm cho Phạm Anh Phương, nhưng rất không may lại có thêm 2 điểm cho Vũ Thị Hà với tình huống sang sau vừa rồi. Như vậy là Vũ Thị Hà đã có 6 điểm và Phạm Anh Phương có được 1 điểm. Vâng, như vậy là tiếng còng kết thúc trận đấu đã vang lên rồi. Vâng, xin chúc mừng Vũ Thị Hà của Công an Nhân dân. Cô đã giành thắng lợi đầu tiên ở hạng 76kg trước Phạm Anh Phương. Vâng, trận đấu tiếp theo đó là trận đấu giữa Đặng Thị Linh của Thanh Hóa, đương kim vô địch SEA Games, đương kim vô địch giải vô địch quốc gia 2022, mang trang phục đỏ, gặp Phạm Thị Huyền Trang của Hà Nam, mang trang phục xanh. Đặng Thị Linh, Thanh Hóa.
trận đấu bắt đầu. Ngay lập tức Đặng Thị Linh đã lao vào sử dụng miếng bốc và sang sau rất nhanh cho Đặng Thị Linh. Cô đang tiếp tục sử dụng các đòn cuốn bỏ. Có lẽ trận đấu sẽ nhanh chóng kết thúc. Đặng Thị Linh, đương kim vô địch SEA Games, đã thể hiện ưu thế tuyệt đối của mình, ứng cử viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng ở hạng 76kg. Vâng, và như vậy là Đặng Thị Linh đã giành chiến thắng trong trận đấu này. Xin chúc mừng Đặng Thị Linh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào các trận đấu tiếp theo.